Chào ông bà cô chú. Hôm nay là ngày cuối cùng đưa Long với Nhi đi học. Mà hai con học mấy năm trời mà Hiệp đâu có biết cái này đâu mọi người. Mẹ chồng Hiệp mua hai giỏ đồ kêu Hiệp chở lên trường cho Long với Nhi. Honey help me. Đó, mẹ chồng Hiệp mua. Which one? Long, Nhi. Grab it, let's go. Oh, yeah. Where the, come on. Where they at? Hôm nay là ngày đi học cuối cùng đó cả nhà. Ngày học cuối cùng của con đó cả nhà. Mọi năm Hiệp đâu có biết chuyện này đâu bà cô chú. Năm nay có mẹ chồng của đã Hiệp. Đến nơi rồi cả nhà ơi. Mẹ chồng Hiệp chạy trước, mẹ chồng Hiệp chở Long với Nhi chạy trước. Chạy trước cũng 40 phút. Con tới lâu chưa Nhi Long? Mới tới luôn hả? Bây giờ Hiệp với anh xã Hiệp chạy sao mà bây giờ cũng tới nơi kịp thời rồi. Con mới tới 5 phút hả? Trời ơi, đi chơi mà mặc đồ tí gớm mà. Mấy cái áo đầm đẹp chết thì đưa thì không chịu mặc đâu. Trời ơi, cả nhà. Nhiều khi cả nhà nói Nhi sao mặc đồ nhìn bê bối. Trời ơi, không phải đâu, mẹ chồng Hiệp mua cho nó nhiều áo đầm đẹp lắm luôn cả nhà. Mà nó không có chịu mặc. Nó không có chịu mặc, nó lấy cái đồ, nó lôi mấy cái đồ tầm bậy tầm bạ nó mặc vậy thôi à. Mà Hiệp cởi ra để mặc cho nó mà nó cũng đâu có chịu mặc đâu. Đây, mẹ chồng của Hiệp đặt một cái khách sạn ở một cái casino này. Tại vì mẹ Hiệp nói là ở trong cái casino này nó có phòng, mà trong cái phòng đó nó có hồ bơi cho mình luôn. Cho nên mẹ của Hiệp đặt một phòng. Rồi kêu anh xã Hiệp chở Hiệp lên đây chơi. Rồi mẹ Hiệp chở hai đứa con Hiệp đi. Tại vì hôm nay là ngày nghỉ học của hai đứa con. Ngày học cuối cùng của hai đứa con đó cả nhà. Học tới 2 giờ là nghỉ rồi. Rồi mẹ Hiệp bóc vé là 3 giờ là lên lấy phòng. Cho nên bây giờ tới nơi là cũng vừa đúng 3 giờ luôn. Bây giờ mẹ Hiệp với anh xã Hiệp lên lấy phòng rồi cả nhà. Mẹ Hiệp muốn chở Long với Nhi đi bơi ngày học cuối cùng của con Hiệp á. Cho nên mẹ Hiệp mới tạo cái bất ngờ cho gia đình. Tới trưa nay mẹ Hiệp mới nói. Nhưng mà mẹ Hiệp đã đặt phòng trước đó rồi cả nhà. Nhưng mà mẹ Hiệp tạo một cái bất ngờ. Cho nên mẹ Hiệp không có nói. Thì bây giờ gia đình Hiệp đã đến nơi rồi nè ông bà cô chú. Chút nữa Hiệp sẽ quay tiếp cho mọi người nha. Bây giờ anh xã Hiệp làm gì đây? Oh my god. Anh xã đẩy cái xe ra để lấy đồ vô cả nhà. Đây, bây giờ đưa cái xe này ra để đẩy tất cả đồ đạc vô. Đây quay một vòng casino cho cả nhà coi nha. Cách chỗ nhà Hiệp một tiếng chạy xe. Rộng lớn mênh mông luôn. Ô. Honey sell honey. Honey sell. $5. $2. Oh yeah, $2. Uh-huh. Oh yeah. bây giờ đẩy đồ đi vô nhận phòng đó cả nhà.
Nobody could have wheeled this, huh? Yeah. Damn. Mẹ chồng Hiệp làm cái bất ngờ. Hiệp không có chuẩn bị sửa soạn gì hết cả nhà. Chụp rồi chạy thôi. Tại vì mẹ chồng Hiệp không có nói trước. Không có nói trước luôn. Mẹ chồng Hiệp làm một cái bất ngờ luôn mọi người. 1 giờ báo cái 2 giờ cái soạn đi luôn à. Mà trong khi đó là mẹ Hiệp đặt phòng từ trước rồi đó. Có hồ bơi đây, trời ơi, oh my god, hồ bơi đây, bơi ngoài sông, ở ngoài hồ, cá, ngày này tới ngày nọ mà còn đặt khách sạn để đi hồ bơi nữa. Rồi, vô nhận phòng bà cô chú, để Hiệp review cho cả nhà xem cái phòng sao nha. Đó, hồ bơi, tới hồ bơi rồi nè. Đây Long ra hết ba lên đem đồ vô con. Đây là cái khách sạn. Đây là cái khách sạn nè cả nhà, bây giờ vô nhận nè, vô nhận phòng rồi nè. Có cái máy cho mình uống cà phê, uống trà tự động nữa cả nhà. Có cái máy sấy tóc ở đây nữa, đẹp chưa? Đây, có nhà vệ sinh sạch sẽ trong phòng luôn. Please stop, please stop. Why don't you unload the cart and help me? Help Mimi, you just abandoned the old lady? Yeah, you need to go help her. Rồi xong bây giờ là đi vô lấy phòng nè cả nhà. Lấy một cái xe này đẩy đồ đi lên phòng, thấy thương không? Come on, jump in. Don't go.
Ngày thứ hai ở trong khách sạn. Come on. Oh, yeah. Hai con bơi. Oh, she just said, who gave her that? Mom. No, she just said. Mom, may I? Ơi. No, I'm getting warm. I'm going in the deep part. Look at me. Okay, I'm hold your breath. Can you put your hand I'm in the deep part. Honey, help me swim. Okay, good. Now that's what you do when you swim. You don't squeeze under the water. Deep. Watch your brother. Ngày hôm qua anh xã tập cho Long. Long biết bơi rồi cả nhà. Hôm nay sáng sớm ba cha con ra tắm để cho anh xã tập cho Nhi bơi luôn đó cả nhà. Hôm qua anh xã đã tập cho Long bơi thành công rồi mọi người. Bây giờ Long biết bơi rồi nè. Bây giờ anh xã sẽ tập cho Nhi để Nhi biết bơi luôn. Đây là mẹ chồng Hiệp. Còn đây là em của mẹ. Em của mẹ bị bệnh không có não đó cả nhà. Mẹ chăm sóc người em này từ hồi nhỏ tới giờ luôn đó mọi người. Sáng sớm ba cha con tắm sớm. Nhận phòng ngày hôm qua tắm nguyên một ngày hôm qua chưa đã mọi người. Tối Hiệp ngủ lại ở khách sạn. Bây giờ sáng ra ba cha con tắm sớm. Cả nhà coi nè, nguyên một cái hàng rào mà để nó rậm rạp như vậy làm sao mà chịu nổi. Bây giờ thì phải cắt tỉa gọn gàng hết mới được.
đó cái máy cưa giùm. Chạy đi đâu vậy trời. Give me.
chỗ ba xách cái máy cưa về đây cho mẹ. Bụi hoa hồng này bông nó đẹp lắm cả nhà, nhưng mà tại vì không được chăm sóc cho nên nó cằn cỗi, nó chết. Bây giờ Hiệp sẽ làm bồn, Hiệp làm sạch sẽ ra, Hiệp chăm sóc nó tới cái mùa hoa hồng sang năm là cả nhà thấy cái bụi hoa này nó sẽ rất là đẹp. Tại vì Hiệp rất là thích trồng trọt cho nên là Hiệp thấy mấy cái này là Hiệp chịu không có nổi mọi người. Mặc dù ban ngày Hiệp làm ở ngoài tiệm, công việc cũng rất là cực, cũng rất là bận rộn. Về nhà phải cơm nước lo cho cha con nữa, mà Hiệp phải dành thời gian để Hiệp làm mấy cái việc này nữa đó cả nhà, cho nên Hiệp rất là bận luôn. Bởi vậy mà có người nói Hiệp sao đàn bà phụ nữ gì mà nhìn bằng tay thấy gớm, là tại vì Hiệp tham công tiếc việc, Hiệp làm quá đó mọi người, cho nên nó tay chân của Hiệp nó không có được mảnh mai, nó không có được đẹp đẽ như những người mà phụ nữ mà ăn ở không. Hiệp làm trăm công ngàn việc mọi người ơi, thấy mấy cái cảnh này là không có ngồi không được. Bởi vì người ta nói thà không biết thì thôi, biết khổ nhiều thêm chứ làm gì. Nhưng mà tại vì mình tham công tiếc việc cho nên mình khổ, chứ còn đâu có ai muốn mình khổ đâu. Thích trồng lắm rồi, thích trồng trọt lắm mọi người, cho nên là về đây thấy mấy cái này là
phải chăm sóc nó liền thì không có thể nào mà bỏ về. Ngập đầu như vậy mà hỏi làm sao mà cây có nó tốt cho được mọi người. Không chăm sóc mà cũng không cắt tỉa, cũng không đụng tới nó. Quanh năm suốt tháng như vậy nè, biết sao mà cây nó không chết cả nhà. Đây nè. Cái bụi này hoa hồng đẹp ghê gớm luôn. Cái bụi hoa hồng mà nó lớn cỡ này tức là cái cây cái này nó cũng lâu năm lắm rồi đó mọi người. Nhưng mà nó cũng chết dần, chết mòn hết luôn nè cả nhà thấy không? Là bởi vì nó không được chăm sóc nó mới như vậy đó. Thì không hiểu nữa, anh xã Hiệp ông cũng ở không, ông cũng đâu có làm gì đâu mà sao mấy cái này ông cũng không làm nữa, cũng chứng minh là ông cũng chẳng phải là một người siêng nữa cả nhà, đúng không mọi người? Chứ nếu như cái này mà là của Hiệp á, Hiệp bận ban ngày cỡ nào chứ chiều về nhà là Hiệp cũng tranh thủ để mà chăm sóc mấy cái này, chứ không có thể nào mà bỏ bê mà quanh năm suốt tháng như vậy để cây nó khô cằn sỏi đá như vậy. Trong khi đó anh xã thì cũng chả có làm cái gì hết, thì cũng chứng tỏ là ổng cũng chẳng phải là một người siêng năng nữa. Nếu mà một người siêng thì không có thể nào mà để cây cối mà vườn tược như vậy được đó. Cũng chứng tỏ là ổng cũng là ăn ở không, tèn tèn chơi tèn tèn, cũng chẳng lo, chẳng chăm, chẳng sóc, chẳng biết gì luôn. Chỉ có trồng xuống rồi bỏ vậy thôi chứ trồng làm gì cho nó uổng công, uổng sức. Đã mua cây tốn tiền rồi, mua cây tốn tiền lắm. Ở đây mua cây tốn lắm, Hiệp đi mua cây Hiệp biết nè. Một cái cây Hiệp mua trồng cây cherry ấy, mà Hiệp mua 50 đồng ấy, chứ không có rẻ đâu. Nhiêu đây thôi là nó cho thấy mà biết rằng là cái con người của mình là như thế nào rồi. Chứ gặp mà Hiệp như vậy là Hiệp không có thể nào mà bỏ bê nó như vậy được. Hiệp chăm sóc nó sẽ đẹp, nó sẽ mướt rượt, chứ cây có phải xanh trái căng đầy đủ chứ không có kiểu này. Cũng cho thấy là anh xã của Hiệp là một người bê bói nè, thấy chưa? Có mà không biết tận dụng. Người không có thì tiếc cũng chết. Giờ đây là Hiệp sẽ chăm sóc lại hết. Cả nhà sẽ thấy, sang năm cả nhà sẽ thấy cây có này là sẽ xanh hết luôn. Đây nè cả nhà, cái cây này trái cỡ này đây nè, mà cả nhà biết không, để cho cái cây này nè nó phủ hết cái cây này luôn, cái cây này với lại mấy cái bụi cây này nó phủ hết luôn mọi người đó, phủ hết luôn. Hiệp mới cắt gọn tỉa ra cho nó gọn gàng, cho nó đẹp đẽ rồi Hiệp chăm sóc nó lại nè. What's the try? You think putting it in a regular water? You can give it a shot. Because I thought I wanted to get up, man. It was upside down. Yeah. As soon as we put it in, it just took off. It's your fish. What happened? It popped. He popped it off. Oh. Go ahead and give him naughty, what you got. Naughty, naughty, naughty. Come here. Mato, you want to carry that big one right here? Oh, they got a basket? Yeah. That one we threw back, it was all the way stiff. Come on, awesome. Hello, hello cả nhà. Bây giờ là 9 giờ tối rồi mọi người. Hiệp còn lẳng quẳng ở ngoài vườn chưa có vô nhà. Hiệp dọn dẹp chưa có xong. Hiệp làm chưa có xong cái vườn cho nên bây giờ Hiệp phải làm cho nó xong đã. Hiệp tưới cho nó. Hiệp mới
lấy xe ủi, thì ủi sạch hết. Ba cái đất cỏ ủi sạch hết thì dồn xuống dưới đây. Mà cũng may là nhà có cái máy ủi đó mọi người, nó cũng dễ, mình làm nó cũng khỏe. Thì ủi ba cái đất, ba cái cỏ cho nó dồn xuống dưới đây hết à, cho nó chống chảy mấy cái bụi cây này. Thì ủi sạch sẽ hết. Hiệp cắt, cắt tỉa nó chết nè cả nhà, nó chết khô hết trơn nha. Đây nè, nó chết khô hết cây luôn nè. Cây không có được chăm sóc đó mọi người, nó chết khô hết là uổng ghê. Hiệp thấy giờ Hiệp khót nước ruột luôn. Cho nên Hiệp đi làm, ban ngày Hiệp đi làm, chiều Hiệp tranh thủ 5 giờ 6 giờ là Hiệp về. Hiệp về Hiệp lẩn quẩn, Hiệp dọn dẹp ở ngoài vườn mía cho tới 9 giờ Hiệp mới vô nhà. Bữa nay chủ nhật Hiệp không có đi làm nên Hiệp cũng lẩn quẩn ở ngoài vườn. Hôm nay là 9 giờ rồi, Hiệp cũng chưa vô nhà là tại vì Hiệp chưa xong việc đó mọi người. Nó cây nó chết khô từ từ nó chết khô hết trơn luôn. Tại nó không có được chăm sóc đó cả nhà. Bỏ bê nó đâu có chăm sóc gì nó đâu. Hôm bữa Hiệp mua cái bụi này về Hiệp trồng nè cả nhà. Bây giờ nó ra bông rồi nè. Thích chứ. Trồng mà thấy nó có bông là thích hả mọi người. Trời ơi, Hiệp ở đây 6 tháng trời rồi. Bây giờ mà Hiệp mới phát hiện ra cái cây này á trời. Cỏ nó rậm rạp hết luôn cho nên nhìn không có thấy. Bây giờ ủi cái chỗ này ra trống trống rồi bắt đầu mới thấy được nó lòi cái cây này ra nè. Ôi, cái cây này trái quá chừng luôn mọi người ơi. Ôi ơi, Hiệp phải chăm sóc cái cây này mới được. Ôi ơi, tội nghiệp chưa nè, nằm ở trong cỏ rác không vậy nè. Em cũng len lỏi sống được nè, thương không? Ôi, chỗ này là nguyên một hàng rào, chỗ này một dãy này luôn nha. Cái này như là cái trái ăn được nè. Để Hiệp hỏi anh xã Hiệp coi cái trái này là cái gì. Cái trái này là hình như là cái trái ăn được nè, phải không mọi người? Có ai biết cái trái này trái gì không vậy? Sao Hiệp thấy cái cây này giống cái trái này giống là ăn được vậy ta? Cái gì đây? Cái này trái gì không mọi người, Hiệp cũng biết trái này trái gì luôn. Nhưng mà thấy cái cây này mọc cứ hàng ranh chỗ này, chắc là cái cây này nè anh xã Hiệp trồng chứ không lẽ tự nhiên nó mọc ta. Không biết trái gì nữa, để giờ hỏi anh xã coi trái gì để sạc cỏ, để làm cỏ rồi dung nó trồng cây, trồng cho nó dung cho nó tốt. Quá chừng trái luôn nè. Mà không biết trái gì nên đâu dám ăn đâu. Để giờ hỏi anh xã đã. Mình để chăm cái cây này, làm cỏ cho nó sạch sẽ ra rồi chăm. Chăm cái cây này cho nó tốt. Trời ơi, đó, nguyên một bụi cây luôn mà nó nằm trong nguyên một đám cỏ luôn. Bữa giờ có thấy nó đâu trời. Cái hàng rào, cái hàng rào của nhà đó mọi người. Đây cái gara này. Đó, đây là cái gara của anh xã nè. Cái gara của anh xã nè mọi người. Ngay chỗ này anh xã nói chuẩn bị, anh xã muốn làm thêm một cái gì đó ở chỗ này. Mà Hiệp không biết anh xã muốn làm cái gì. Già cả rồi có làm gì nổi nữa đâu mà làm, mà đòi làm thêm cái gì nữa không biết nữa. Đã về hưu mười mấy năm nay không có làm cái gì rồi. Nghe anh xã nói là từ lúc mà bị té xe mô tô tới giờ là nghỉ việc không có làm, tới giờ là mười mấy năm rồi mọi người, 12 năm rồi. Cái gara đó là bỏ không 12 năm rồi đó. Anh chỉ có sửa ba cái xe lặt vặt ở nhà thôi. Tại vì xe té xe mô tô, nát một chiếc xe mô tô ở dưới chỗ xăng phân xích cô luôn mọi người.
Hôm bữa anh xã chở Hiệp đi ngang xăng xăng á, anh xã chỉ cái chỗ mà anh xã bị tai nạn xe đó cả nhà. Bị một chiếc xe tai nạn nát bét ở chỗ đó luôn. Rồi là anh xã bị gãy xương cổ, xương vai, xương tùm lum hết, gãy tùm lum hết rồi. Bất tỉnh nửa tháng luôn. Tưởng đâu là chết rồi đó mọi người. Tính là dự định là đâm đám tang rồi đó. Mà nửa tháng sau tỉnh lại đó cả nhà. Nửa tháng sau anh xã tỉnh lại đó. Cho nên là từ cái hôm đó là anh xã không có làm việc nữa. Anh xã nghỉ việc luôn, không có làm nữa. Mà cái gara xe đó là để vậy luôn, không có làm gì nữa hết trơn. Trời ơi, Hiệp mua cây này Hiệp trồng hôm bữa. Hôm bữa Hiệp mới mua Hiệp trồng nó xuống. Mà bữa nay nó có bông rồi nè cả nhà. Thích không? Có bông rồi, có thành quả rồi nha. Thích quá à. Dục, mẹ đã nói rồi, đi lên đằng kia chơi. Còn không mà nó lăn một lần nữa là dục. Lớp mi, lớp du. Trời ơi, bà cô chú ơi. Hiệp đang tưới nước. Hiệp đang tưới nước ngoài vườn. Hiệp chưa có vô. 9 giờ hơn rồi mà Hiệp chưa có vô. Trời ơi, tự nhiên thấy một ổ trứng gà. Nó nằm sát bên đường luôn mà nó đẻ cái kiểu gì mà nó đẻ ngay chỗ này, trời ơi. Đây, đường đây nè cả nhà. Đó, đường xe chạy nè. Nó ngồi đây nó đẻ, nó nằm đây nó đẻ ở đây. Trời ơi, nguyên một ổ trứng luôn. May mà cái chỗ này nó cao lên trên đây không có ai thấy hết. Ở trên này nó cao coi. Từ đây xuống dưới đất nó cũng chắc cũng cỡ 3-4-5 mét á. Nhìn vậy đó mà mọi người, nhưng mà từ ở trên này nè, từ trên chỗ Hiệp nè mà nhảy xuống tới dưới đất đó chắc cũng cỡ 5 mét đó chứ không có ít đâu ạ. Không xa lắm á. Ồ thấy vậy chứ cái hàng rào từ ở đây xuống đất nó cũng cao lắm đó mọi người. Gà của nhà nè, sát đường xe chạy luôn. Con gà nằm đây đẻ luôn, gà nằm đây đẻ trứng luôn. Một ổ trứng luôn. Oh my god, nhờ hơi bị nhiều nha, chắc cũng cỡ mười mấy trứng luôn á. Thôi để đây đi mai ra lụm chứ giờ này tối rồi. Phải đi vô ông xã trong nhà coi tivi mà kêu réo âm sùm mà. Trời, Hiệp thấy anh xã Hiệp nuôi gà mà ổng đâu có thấy ổng làm ổ cho nó đâu. Mà bị nó có chỗ nó đẻ mà nó đi đẻ bậy mình đâu có biết nó đẻ ở đâu đâu mọi người. Lâu lâu thấy ổ quá rồi chứ nó ung hết trơn luôn. Cái này hy vọng là nó chưa ung. Trời, không phải không ung đâu, cũng nhẹ te rồi chứ không phải không ung đâu. Nhẹ te rồi chắc cũng hư trong đây rồi nè chứ không phải không ung đâu. Thấy ông nuôi gà mà ông có làm ổ gà đẻ đâu mà biết. Mà nó có chỗ nó đẻ mà biết nó không đi đẻ bậy. Trồng cây thì không biết làm bồn.